Rồi chào các bạn, mình sẽ tiếp tục chương trình ngữ pháp Minano Nihongo bài số 46 nha Trong bài số 46 này thì chúng ta sẽ học những cái điểm ngữ pháp như thế nào nha Rồi, thứ nhất đó chính là chúng ta sẽ học về cái Tokoro Vậy trong cái Tokoro này thì chúng ta sẽ có là động từ thể rư nè Động từ chi về thể tê rư và động từ chi về thể ta nha Đó là Tokoro Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến là vita của Bakari Bakari là gì? nha yeah, vừa mới cái gì gì, đó vân vân thì chúng ta sẽ vào bài luôn nhé yeah. rồi chi gì đó là phần ha dự ha dự chắc hẳn chắc chắn ha dự nha vậy thì trước ha dự là cái gì thì chúng ta cùng bài và bài để chúng ta rõ hơn nha yeah. rồi thứ nhất là về tokoro thì như chúng ta đã biết đó sẽ nó sẽ có ba cái cách sử dụng của tokoro thứ nhất là gì tokoro khi mà đi trước nó là động từ nguyên mẫu động từ thể từ điển á về rư á thì như thế nào khi mà động từ nguyên mẫu Tokoro đứng trước Tokoro thì chúng ta sẽ dịch đó chính là sắp sửa làm cái gì đó hoặc là chuẩn bị làm cái gì đó nha sắp sửa làm hoặc chuẩn bị làm và cách dùng ở đây là gì là một cái hành động chúng ta sắp sửa chuẩn bị diễn ra và ở đây thì nó sẽ nhấn mạnh cái thời điểm nhấn mạnh vào cái thời điểm mà diễn ra hành động Thường thì khi mà chúng ta nói là à, động từ tokuro, động từ veru đi với tokoro này thì chúng ta sẽ hay nói với lại là kore kara hoặc là choroimakara, choroimakara, sắp sửa, sắp sửa làm, từ bây giờ sắp sửa làm, chuẩn bị làm. Rồi, ví dụ như thế này, có hai bạn, bạn A bạn nói là gì? Ahiru gohan wa mo ka? Cái bạn B bạn nói là, yeah, yeah, kore kara taberu koto taberu tokoro desu. À vậy thì từ bây giờ kore kara taberu tokoro từ bây giờ thì thì mình sẽ sẽ ăn ha. À, ăn trưa chưa, chưa chưa? Từ bây giờ kore kara taberu tokoro desu. À từ bây giờ thì mình sẽ sẽ ăn the snack. Rồi tiếp đi, câu số 2 của mình ví dụ ví dụ số 2 như thế này. Kaigi wa Kaigi wa mo hajimarimashita ka? Ya ie, ima kara hajimaru tokoro desu. Ah, ima kara hajimaru tokoro desu ne. De, hajimaru tokoro desu ne. Ima kara ne. Oi sapsu bắt đầu rồi đó. Rồi ví dụ như tiếp theo là todema kara ocha o nomu tokoro desu. Issho ni ikaga res ka? À đúng lúc tôi chuẩn bị uống trà nè. À bạn có cùng uống hay không? Bạn cùng uống tôi không nha. Choro imakara à đúng cái lúc đúng cái lúc mà tôi chuẩn bị ocha o nomu tokoro desu ne. 一緒にいかがですか？kiểu <laughs> vậy á, ,ですね. Rồi tiếp theo chúng ta qua phần số 2 đó chính là động từ te đi với lại tokoro nha. động từ te đi với tokoro đầu tiên là đi với tokoro bây giờ là te đi với tokoro thì nó là đang đang hay là đang trong lúc đang đang trong lúc trong lúc đang làm gì đó nha. là cái hành động đang diễn ra tại thời điểm nói nhấn mạnh vào thời điểm là đang xảy ra. tức là cái này nó phải mạnh hơn so với lại là te rồi mạnh hơn với te nha và thường đi với ý mà đang làm cái gì đó nhưng mà nếu như mà chúng ta nói chúng ta đang nhấn mạnh vào cái hành động của chúng ta đang diễn ra tại một thời điểm ví dụ chúng ta đang ăn cơm mà chúng ta nói là gì taberu to, taberu rư giờ yeah. nhưng mà chúng ta sẽ nhấn mạnh nhấn mạnh cái thời điểm đang xảy ra đó thì chúng ta sẽ nói là gì taberu taberu tokorodes taberu tokorodes tại cái thời điểm tôi đang ăn cơm đấy nhé rồi chị nhé rồi ở đây là gì ví dụ như thế này pimpon simasen cỏ pim pimpon simasen cỏ à cho ông bạn không đấy nhé im à bên kia sẽ là thô ừ, bây giờ thì bây giờ thì đang học nha bây giờ thì đang học nhưng mà tôi nói là bình thường là im à bên thì nó rất bình thường nhưng mà chúng ta sẽ nhấn mạnh hơn thì chúng ta sẽ nói là vậy. 今勉強しているところですから、後で。いきますね。うん。あ、すみません。今コピーしているところですから。もう少し、ま、もう少し待ってくださいね。うん。 sắp xong rồi bây giờ là đang đang copy nên đợi chút sắp xong rồi để snap Đấy, kiểu vậy snap rồi tiếp theo là Vegeta koro nha Vegeta là vừa mới xong tức là vừa mới cái gì đó diễn đã một cái hành động là vừa mới kết thúc và nhấn mạnh vào thời điểm nói là uh, sau khi hoàn thành thường bây giờ thường đi với là mà nha chúng ta chú ý cho đó. thường đi với Tata ima nha đầu tiên là Veru là gì Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tới là là gì Vteru. Và cú tiếp theo nữa chúng ta sẽ là beta để ,ですね, vừa mới. À, Vteru là sắp cái gì đó nha. Ví dụ như mình nói là Vteru Tokoro ví dụ như là à, sắp cái gì gì đó nha. Vteru là nó sẽ là đang nha. Rồi beta tức là vừa mới, vừa mới xong để ,ですね. sne. Ừ. Ví dụ như thế này. mình nè. 8 giờ là một Demashita ka. Hachiji no basu là cái chuyến xe buýt số cái chuyến xe buýt vào lúc 8 giờ chứ không phải là Hachiji ni basu ja na kete yo. Desu ne. Hai, tatta ima eh tatta ma deta tokoro desu. À vừa mới đi á, tatta ima desu ne. Tatta ima tokoro desu ne. À vừa mới đi. Rồi ví dụ tiếp theo là gì? Eh, ne. Yamara wa tatta ima uchi e tokoro desu ne. Giá ừ, mà đây mới trở về đó Hay là Kesa Hanoi ni Tsui tan desu ka? Hay tatta mà Tsui ta tokoro da Tsui ta tokoro da ne ừ, Thì mới vừa tới thôi Thì cái hành động mà vừa tới này là vừa tới Đối với họ là sẽ nhanh hay là chậm Thì chúng ta một xíu nữa chúng ta sẽ um, So sánh với lại là cái thằng Tapakari nha còn cái này là tatokoro này là vừa mới nó nó như thế thôi nha, chúng ta biết vậy xíu nữa chúng ta sẽ so sánh để ,ですね. xem. Rồi tiếp <laughs> tiếp theo. À, cái uh, tokoro ấy không sử dụng với chủ ngữ là sinh vật hay là mưa gì đâu nha. Nhớ chú ý chỗ đó nha. Mưa, tuyết, gió rồi là không sử dụng cho cái chủ ngữ là những cái sinh những cái sự vật như vậy nha. À, ví dụ như thế này. Ame ga futteru tokoro desu ne. Ame ga tokoro. À mưa thì đang mưa không xài dài mà ta sẽ nói là gì Omega Fute Mas bình thường vậy thôi không sử dụng với các động từ chỉ trạng thái kết quả trạng thái là khả năng á kết quả là ví dụ như là kết quả ví dụ như là cái consteru steru kết quả nha cái consteru steru disney rồi về cái phần thứ hai nó là phần beta thì là gì vừa mới nha mới hoặc là vừa mới là diễn tả cái hành động vừa mới hoàn thành vừa mới kết thúc nhưng không có lâu lắm chưa lâu lắm thời điểm xảy ra chưa lâu hoàn toàn là do phán đoán chủ quan của người nói có thể là mới thôi nhưng mà uh, người ta đang người ta đang nghĩ nó lâu nha vừa mới xong desne right. đó là chủ quan của người nói thôi phán đoán chủ quan của người nói thôi desne rồi right. uh, ví dụ như thế này mà Yamada san to Yamada san to Yamamoto san wa 3 kagetsu mai ni kekkon shimash kekkon shita bakkari desu ne Yamada với lại là Uh, Motoda Yamada với lại Yamamoto thì vừa kết hôn được 3 tháng cái vừa mới này đã đối với chủ quan của người nói là mới kết hôn 3 tháng mà vừa mới nha rồi chị đi Yamada Tanaka san nhé Tanaka san và nè mai nghe khi tập là anh Tanaka anh mới vừa đến Việt Nam và ba tuần trước anh mới vừa trở về Việt anh mới vừa đến Việt Nam 3 tuần trước để ,ですね. vừa mới chị nghĩ camera camera vừa mới mua hôm qua vậy thì chúng ta có cái vừa mới nè vừa mới 3 tháng nè vừa 3 tuần nè và vừa hôm qua thì cũng là vừa mới vậy thì cái này là sự phát nói chủ quan của người người nói thôi để ,ですね. sne Nochigi. Vậy thì chúng ta sẽ so sánh cái tapakari với lại tatokoro là như thế nào? Về tatokoro là nhấn mạnh cái thời điểm ngay sau khi kết thúc. Nha, bao gồm tâm, tình cảm, tâm lý của người nói văn văn đấy. Rồi, ví dụ như thế này. hikoki wa ne mo tsui tsukimashita ka? Eh, tatta ima tsuita tokoro. Vậy là vừa mới ở đây. <laughs> Vậy thì cái vừa mới ở đây là gì? À, ví dụ như là cái chuyến bay của chúng ta vừa mới bay đến lúc 8 giờ và tầm có 18 giờ 10 hay 8 giờ 20 gì đó thì cái người này người ta hỏi là à, người ta gọi điện thoại nói là à, đến chưa? Thì bạn này bạn nói là tay tsuita tokoro -des. À, vừa mới tới á. Không vừa 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 mới tới à. Để để nhé. Đấy. Sau Tsugi ne. Eh, thì như thế nào? Cái hành động vừa mới xảy ra nhưng mà có bao hàm cả cảm giác, tình cảm, tâm lý gì đó nữa Và cái việc đó xảy ra cách đây không có lâu Ví dụ như thế này Thường thì nó sẽ đi với lại là Konoida hay là Kyonen Nha, Kyonen Vậy là cái Tokoro thì nó sẽ ngắn hơn so với lại là cái thập -Bakari. Bakari là gì? Là cái cái việc đó chỉ mới xảy ra cách đây không lâu mà Dường như cái tâm lý, cái cảm nhận của họ là Cái chủ quan, đánh giá chủ quan của họ là không có lâu Chứ thật sự là nó rất là Nó khá là lâu rồi 3 tuần, 3 năm Tôi vừa mới kết hôn được 3 năm 3 năm mà vừa mới nha yeah. Tôi vừa mới mua cái điện thoại hôm qua Disney. Rồi ví dụ như thế này Watashi wa San bakari Vậy là tôi mới vừa kết hôn được 3 tháng Ok desu rồi tiếp theo phần cuối cùng đó chúng ta sẽ vào cái phần là hazu desu. Vậy thì hazu ở đây là gì? Ví dụ như chúng ta nói là à chắc chắn chắc hẳn cái gì đó, biểu thị người nói dự trên một căn cứ phán đoán nào đó và cho rằng cái việc đó sẽ chắc chắn sẽ xảy ra. Desu Rồi ví dụ như thế này. Kono resutoran ne. Kono resutoran no ryori oishii desu. Oishii hazu Tức là người người mà nói cái câu này là họ đã có một cái sự phán đoán gì gì đó rồi và chắc chắn là họ sẽ họ sẽ đưa ra một cái lời chắc chắn là gì oishi hazu desu ne oishi hazu desu ne oishi hazu chắc chắn desu ne đấy rồi chữ ghi nhé về mức độ thì cái hazu nó sẽ lớn hơn nha về mức độ so sánh thì hazu nó sẽ lớn hơn Tô môi mas ha chúng ta chú ý chỗ này hazu chắc chắn nghĩ rằng là

đuôi đui na mà dừ là gì là danh từ vậy thì nó sẽ gắn với cái chữ na disne đấy ừ. nam thì là cái gì nó học, nó học tiếng nhật nó học tiếng nhật trên 5 năm rồi rồi anh n một nó cũng lấy rồi do đó là chắc chắn nó sẽ rất là giỏi disne rồi gì Eh, okanemochi, okanemochi, 、えー、車をたくさん持っている、はずですね。うん。tức <laughs> là, vì là nó giàu, nên là cái chuyện mà nó sở hữu rất là nhiều chiếc xe đó là chắc hẳn rồi, chắc chắn là, chắc chắn là nó sẽ sở hữu sự nhiều chiếc xe rồi, nha. Ừ. vậy thì ở đây là gì ha dư là danh từ nên chúng ta đi trực tiếp với lại là là gì đây à, động từ động từ dư luôn để nè rồi ghi Sen no ba san wa Nihon jin no hazu desu ne Vì ông thầy ông là người 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 Nhật nè Nên o ba san O ba san bà của ông cũng là vậy Chắc chắc hẳn là người Nhật luôn Desu ne Rồi ví dụ tiếp theo desu ne eh, Sato san wa ne e, O sake ga Kirai da to Itte mashita kara Tôi te kara ne それ? ah, no manai Ok chưa? Vậy là gì? Sato thì chắc hẳn là gì? Sato là vì là nó ghét, nó không Nó nói là gì? Vì là nó đã nói là nó ghét, ghét cái, 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 uh, rượu Nên chắc chắn là gì? Chắc hẳn vì nó nói như vậy nên chắc hẳn là biru o no manai クロラさんね。クロラさんは毎日ジョッキングをしていますからね。ジョッキングが好きなはずです。ですね。それ。えー、あの、レストランはいつも人がたくさんいますから、それ、えー。美味しいはずですね。レストラン美味しいはずですね。とか、人気があるはずですね。うん。はが、い、けないもんですね。次。 まあそうですね。えー、山田さんは毎日買い物していますから、それ、えー、買い物が好きなはずです。とか、お金がたくさんあるはずですね。うん。ない,いな、送り物をじゃか,かんらばらぬい、やおころいですね。えー、太郎くんは、えー、17歳ですから、お酒を飲まないはずですね。ダメですね。

cái, cái cái cái, nó sẽ có ba phần một đó là vr vt rư và v beta vậy thì cái thằng mà vr á thì nhớ là gì về, vừa uh, sắp sắp sửa nha sắp sửa làm cái hành động đó còn vt rư là đang làm hành động đó và beta là vừa mới nha Vừa mới nhưng mà nó là trong một cái phạm vi là uh, gần thôi nha. Vừa mới gần thôi. Đấy ,ですね. Rồi cái Tabakari nó cũng là vừa mới nhưng mà nó cái khoảng cách về không gian, mức độ không gian nó sẽ xa, nó lâu hơn. So với lại là Ta-Tokoro. Còn cái Hazu. Hazu thì là gì? À Hazu chính là cái thằng mà uh, dựa vào những cái thấy được mà mình phán đoán, mình biết là à, thì ra nó là như thế. Đấy nè. ,ですね. Hãy, aritou jai mashita.